Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện về việc cảnh báo đồ chơi pháo nổ Pokemon gây ngứa hoặc bỏng nhẹ và thậm chí có thể tổn thương mắt nếu quá chất trong đồ chơi này bắn vào cơ thể. Theo đó, văn bản chỉ đạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện trên địa bàn cần rà soát kiểm tra lại khu vực căng tin, các điểm bán hàng xung quanh khu vực trường học, đồng thời yêu cầu các cơ sở này không mua bán loại đồ chơi nêu trên. Bởi loại pháo nổ này thuộc dạng trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trước đó, tại một số cơ sở giáo dục trên cả nước xuất hiện tình trạng học sinh đã mua và sau đó mang vào trường chơi, gây ra nhiều hệ lụy tới sức khỏe. Do loại đồ chơi này có giá thành rẻ, bắt mắt nên thu hút được rất nhiều học sinh, nhất là học sinh tiểu học và trung học cơ sở.